đây là nhân vật của chúng ta. Khi chúng ta mua về, chúng ta sẽ có một cái body của con này, và chúng ta phải mua thêm một cái bộ đồ để chúng ta mặc vào đây. Và đây là bộ đồ cơ bản của con Tubi trong game. Mình mua con này khá lâu rồi, nhưng mà mình đã rỡ cái đeo của con này ra vì một phần nha các bạn. Cái con này á, mình không biết lý do làm sao mà mình mua hai con này thì mình đeo cái mắt này này thì nó lại không bị dơ ở cái phần này này, cái phần mắt ở trên này, mà một con kia của mình thì lại bị, nhưng con này thì không bị, cho nên là mình đã gỡ ra nhưng mình không dám đeo. Cái đó là mình confirm cho các bạn, là không phải confirm mà là mình xác nhận với các bạn là các bạn khi mà mua cái này về thì các bạn nên giặt sạch hơn, và nên có một cái gì đó để hỏi người ta coi có cái cách nào mà để bảo vệ cái miếng phần này được hay không. Để đeo vô một ngày nó sẽ giống như nó bị xâm trên đây vậy nè. Đấy. Và cái bộ đồ của con này á, thì nói chung là các bạn chơi cái này nó giống như các bạn chơi búp bê vậy. Các bạn mặc đồ vô rất là cực khổ nha. Mặc vô là cực kỳ khổ luôn. Rồi, mình sẽ mặc cái này vô cho các bạn xem nha. Đấy, khi chúng ta bận được cái che mặt của nó vô thì nó giống như là một cái công cụ để có thể nó quét được nha, bởi vì nó là con robot mà. Thì chúng ta sẽ thấy được là cô nàng Tubi chúng ta sẽ ngầu hơn rất là nhiều, nhìn nó có vẻ nó đẹp hơn, và nó che lại một phần thì nó cũng thể làm cho nó có hồn hơn tí xíu. Đấy, đây là cô nàng của chúng ta. Về con này á, thì mình nói với các bạn là về body của chúng ta thì nó rất là tốt, body của con này là tuyệt vời, làm rất là ok, làm rất là được. Tại vì hầu như chúng ta có thể nói là chúng ta có thể gờ, chúng ta có thể bóp gờ được cái con này, vì nó là body bằng silicon, mà chúng ta có nguyên một cái khung thép ở bên trong, nguyên một khung thép nằm bên trong ở những cái khớp này, khớp cái tay, khớp đầu, khớp gối, khớp mình, và đã khớp này nữa. Nói chung chúng ta làm thì nó cũng rất là tuyệt vời. Đó là cái cách mà của cái body phi như sen mà nó làm. Nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn chơi những con này này thì chúng ta chơi nên, khi mà chúng ta bô thế chúng ta nên làm từ 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 thôi, chứ không chúng ta sẽ có một khoảng thời gian chúng ta sẽ bị sao ta, chúng ta sẽ bị rách những cái phần silicon ở ngoài, do bên trong chúng ta nó là cái sung xương kim loại. Khi mà các bạn bẻ mà nó mạnh quá, hoặc là các bạn bẻ sai khớp thì cái miếng kim loại nó bị lòi ra ngoài, để làm mất cái giá trị của con này, và nó cho mình thêm một cái bộ gọi là bộ phấn các bạn. Bộ phấn gom á, mình không biết là phấn gì, có thể là phấn trang điểm của phụ nữ hay là phấn em bé, để quét cái body của con này để giữ cho nó đẹp hơn, và nó có bóng hơn, nó giống như da người vậy, rất là đẹp nha các bạn. Và khi mà mình mặc mặc đồ của con này á, nó rất là cực hình nha các bạn, cực kỳ cực hình luôn, nhưng mà đổi lại nhìn rất là đẹp, bởi vì nhìn nó rất là sexy, rất là phom dáng rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Thì các bạn chơi những cái con này thì chúng ta phải có những cái yêu cầu như vậy, và con này khi mà chúng ta để nó đứng được là cả một quá trình. Có những con nó làm bạn muốn nó đứng được cũng rất là khó, không biết lý do là sao nữa, mà riêng cái con này thì đứng đấy. Con này như là những khuyến cáo mình nói bạn ở đoạn trước á, thì các bạn nên bô các khớp nó ra nó từ 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 thôi. Và mình nói thật với các bạn là mỗi lần mình bô thế con này mình rất là sợ nha, cái tay mình không có mạnh dạn để mình bô cái thế những con này, và thứ hai đó là nó đứng không có vững lắm. Mình không biết là con này nó có cái đế hay cái gì không để có thể bô thế này nọ, chứ mình không thể nào mà mình bô các thế được nhiều được, mặc dù các khớp rất là cứng nha, bởi vì khớp nó bằng kim loại. Nhiều lúc mình bô cái thế khi mà nó đã mặc áo vô rồi đó, mình không thể nào mình gờ được cái khớp, nhưng mà mình không biết khi mình bẻ như vậy nó có ảnh hưởng tới cái da, cái lớp da bô, cái lớp da silicon hay không, cho nên là mình rất là sợ. Các này mình nói với các bạn rằng khi các bạn chơi những cái con body phi sen như vậy này, thì cá nhân mình á thì các bạn nên mua một cái lồng kiến, một cái lồng mica đó các bạn, này nó vô và các bạn bô một cái thế nào đẹp nhất,
mà bạn cho rằng bạn có thể đặt ở trong cái lồng kính đó lâu được. Và hiện tại thì cái bộ đồ của mình đó thì nó đã hơi bị đổ lông rồi. Và cái anh bạn mình nói khi mà chơi những con này nè, đẹp thì rất là đẹp, nhưng mà tới một không biết một thời gian thì không biết cái bộ đồ nó sẽ như thế nào. Có thể là cái bộ đồ của mình bây giờ á, thì cái thân thể con bên trong của mình nó giờ nó đã đen thui cũng không. Mình rất là sợ, cho nên là mình muốn khuyến cáo với các bạn rằng là khi các bạn chơi những con body fusion như vậy thì các bạn nên nên tìm hiểu thêm những cái đồ mà để có thể bảo vệ con này, có thể là một lớp lớp gì đó mình nghĩ thôi nha, mình nghĩ có thể là một lớp gì đó mà hay chét nguyên thân hình của nó. Của mình nó thì nó cho thêm cái phấn và nó có một cái hộp để lau những cái mà nó bị dơ á, lau cũng rất là cực nha các bạn. Mà nếu mà nói về form dáng á, form dáng của con này á, thì các bạn không có nào chê được, bởi vì nó giống như cái cơ thể người của mình, tất cả các tay các khớp nó lắc la lắc lại lắc léo và khớp rất là cứng. Mình không biết là thời gian khi mà mình bâu nhiều thì có thể nó sẽ lỏng hơn chút xíu, nhưng mà bên trong nó cơ bản là kim loại rồi, cho nên mà nó lại được bọc thêm một cái lớp silicon ở ngoài nữa, cho nên là cái khả năng mà nó bị hư cái khớp bên trong rất là khó và nó rất là bền. Nhưng mà chỉ có lớp silicon ở ngoài thì mình không biết theo thời gian nó sẽ như thế nào thôi. Nhưng mà nói tóm lại á, nếu các bạn là người thích cái body này thì các bạn cứ mua chơi. Mình thì không kinh nghiệm nhiều lắm và mình chơi một con, nhưng mà giờ mình rất là sợ rồi. Rồi mình sẽ chưng con này, bởi vì có thể nói về tubi á, thì nếu mà chơi mà muốn đẹp á, thì chỉ có body fusion là có thể đẹp nhất trong đó. Nhưng mà sẽ bị hạn chế về các kiểu, không hạn chế thì nó cũng không gọi là hạn chế, nhưng mà chúng ta sẽ bị về cái vấn đề đó là chúng ta phải bảo vệ cái lớp da silicon ở ngoài và cái khớp bên trong. Các bạn một ngày đó các bạn bẻ bẻ thì các bạn bẻ xong tự nhiên bạn thấy cái lớp silicon nó bị chóc ra và nó lòi cái kim loại ra ngoài thì rất là sợ. Rồi đây là nhận xét của mình về con này. No!